Hiện trên cùng có một hộp đựng sản phẩm, hồ sơ hướng dẫn, một bao đeo tay và một máy. Máy thì vừa xài cáp vừa xài bin, còn mình sử dụng bin hay cáp thì là tùy tùy bạn thôi ha. Sản phẩm này thì hãng nó không có tặng kèm cáp, cũng không có tặng kèm bin, bên này là shop tặng kèm, shop tặng riêng. Trên màn hình này có một cái lớp miếng dán, mà khi nào mình sử dụng thì mình có cũ rồi thì mình có thể lột nó ra, còn trên này là để nó chống trầy xước ha. Bao tay này là bao tay mới, cho nên bao đeo tay mới nên mình sẽ không có đeo vào tay mình để tránh trường hợp là gì mà vui, mà mình chỉ đi vào đây để test cái máy thôi. Ghim giống như là đang bấm đo thiệt vậy thôi. Thì máy nó chạy là ok rồi. Khi mình bấm máy thì nó sẽ nhảy số trên màn hình và cái bao tay này nó sẽ thổi phồng từ từ lên. Ok nha, máy bắt đầu chạy. Đây, số bắt đầu nhảy nha. Thì cái bao tay này nó cũng từ từ nó thổi phồng, nếu mà mình đeo tay vào thì nó sẽ thổi phồng cái này lên và nó bóp cái cơ tay của mình lại ha. Đấy, mình nhấn cái này thì nó sẽ, mình nhấn lại này, cho nó chạy lại nha. Chạy lên xong máy rồi. Bình thường thì nó chạy nó sẽ đo xong rồi mình bấm chữ M để mình lưu lại, thì nó sẽ lưu lại các chỉ số đó. Mình sẽ có kèm theo một cái hướng dẫn đọc chỉ số, khi mà mình đo xong đó mình sẽ nhìn vào cái chỉ số đó để mình xem là tình trạng sức khỏe của mình ra làm sao.